5 giờ 10. Và mình sẽ cho các bạn thấy những con nghiện game ở Creatory. Đây, Bích Đặc, Linh Ngọc Đàm. Anh, tới giờ cây bóp rồi, anh chưa đi kiếm bóp đi. Anh ngồi ở đây quay gì vậy, chuẩn bị rồi kìa. Này có quảng cáo không em? Dạ không, đây không phải là, đây không có game này, tôi không biết tên của game này là game gì nha mọi người. Game này không hề được biết trivia nha mọi người. Anh nhớ làm nghề game đi nha. Không, mọi người không biết là đây là game gì đâu. Đây, những con nghiện đang cày game đây. Thêm con nghiện nữa. Hư hỏng. Như vậy là hỏng cả thế hệ rồi. Lên Đà Lạt phải đi chill chứ không phải đi chơi game. Chú bộ đội đi đâu đây? Ngày hôm nay chú đội sẽ đi lên Đà Lạt. Lên Đà Lạt làm gì? Lên Đà Lạt tìm chị bộ đội. Tìm chị bộ đội làm gì? Nhập ngũ chung. Ok, rủ đi Đà Lạt. Mình là OC. Lúc đầu mình vô Creatory thì mình không phải là làm food mà là mình bắt đầu livestreaming game. Cho tới 2-3 tháng thì không ai xem nên là lúc đó mình đổi qua là đồ ăn. Thì từ đó thì người ta cũng xem. Xong rồi từ từ mình cũng làm clip với chị Misty đầu tiên. Sau đó đến bây giờ thì mình đã đạt được cái số lượng mà mình không tưởng tượng được. Và mình là chuyên về food reviewer. Tương lai của mình là sẽ trở thành con heo. Chào mọi người, mình là Tippy. Kênh của mình là Tippy TV. Thì hiện tại thì mình đang nghỉ ngơi á, 2-3 tháng rồi không có livestream với lại không làm clip. Mình là Chuối. Hiện tại là mình đang làm kênh YouTube về kiểu vlog trải nghiệm, nói chung quay tùm lum tà lá. Thì đó là định hướng trong tương lai của mình. Thì mình làm trong Creatory cũng được khoảng tầm 3 năm rồi. Hết. Buron và em thì làm về game mà dạo gần đây thì em tham lam tí, em đánh vô reaction luôn, em thấy nó view cao quá. Thì định hướng tương lai thì thằng nào kêu em quay thôi, chứ giờ đang chờ chờ. Đang chờ chờ. Lính đánh thuê, lính đánh thuê. Thằng nào kêu ơi bu, hôm nay tao cần mày quay này, ok. Em là Fanny, kênh của em là Fanny Trần. Em mới đầu vô làm beauty blogger. Beauty blogger. Nhưng mà sau một thời gian thì em hết beauty nổi rồi cho nên là em chuyển sang hát. Và bây giờ thì em đang có chuyển sang diễn viên nữa. Chào mọi người, mình là Trang Minh. Mình đang là beauty blogger. Sắp tới thì mình muốn làm fashion với cả sang diễn viên. Nhưng mà vai diễn của mình thích những vai đanh đá, đòi nợ thuê hay những cái vai nó phản diện. Mình rất muốn đi bắt nạt người khác, bởi vì ngoài đời mình không bắt nạt được ai hết, cho nên mình chỉ bắt nạt được ở trong phim thôi. Cảm ơn mọi người. Ok, mình đang làm về nhạc, mình đang cover cũng như làm vlog linh tinh xoay quanh đời sống của mình thôi. Long Si chào các bạn. Mình là Long Si nhá. Công việc đang làm là làm về nhạc nhẽo này, sáng tác này, rồi làm nhạc, rồi mix nhạc. Nhưng chị làm cái gì thì mình đúng rồi. Chào mọi người, em là Thu Kido. Tương lai em lại muốn trở thành một người hát khắp thế giới. Hát mọi nơi. Một cái khuyết điểm nhẹ nhàng của em đó là vô duyên. Khuyết điểm. Hồi đó mình tên là Leni nhưng mà hồi đó tên rồi cái tên mọi người thích cái tên Trọng Nhân hơn. Không, ý là ban đầu thì muốn là chơi game, làm streamer, nhưng mà sau này thì chuyển qua làm music. Cái gì công ty xin chào mọi người, mình là Si. Hồi trước thì em vào công ty thì em chỉ ngồi cover thôi, nhưng mà dòng đời xô đẩy thế bây giờ em làm chế rồi. Ngày trước thì livestream mà giờ hết rồi, giờ làm vlog. Mình là Misty nè, mình là người do công ty lâu nhất. Hiện giờ mình đang làm streamer, còn không biết làm đếm nữa trời. Cái gì cũng có. Cái gì cũng làm á, reaction nè, diễn viên nè, nhạc. Có hát luôn. Mình nên tìm một cái gì đó mà mình cảm thấy thích nó thật sự trong cái khoảng thời gian hiện tại, và mình được thoải mái, mình làm những thứ mình thích. Đó là giai đoạn hiện tại của anh. Bây giờ anh thường đi quay vlog về du lịch, về trải nghiệm về bản thân nhiều hơn á. Giai đoạn lúc trước là anh muốn kiếm tiền, nhưng giai đoạn này anh muốn là được trải nghiệm nhiều hơn, làm những thứ mình thích. Và có thể là những cái thứ mình thích, những cái thứ mà anh định hướng á, nó sẽ tốt cho cái hình ảnh của anh sau này. Ok các bạn ơi, bây giờ là 7 giờ 15. Thì nãy giờ tụi mình nói chuyện đâu đó khoảng tầm hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và bây giờ chắc tụi mình sẽ đi ra bên ngoài để ăn tối. Và sau đó thì tối nay sẽ tiếp tục quay lại đây để deep talk. Nếu mà bạn nào chưa biết thì... đây cũng là lý do mà sếp quyết định tài trợ cho tụi mình một chuyến đi lên Đà Lạt. Bởi vì tụi mình lâu ngày không có kiểu mà gặp gỡ nhau, không có nói chuyện nhiều. Và đó cũng là lý do mà sếp muốn mọi người có thể ngồi xuống quay quần và chia sẻ những cái thắc mắc, những cái vấn đề khó khăn đang gặp phải. Đúng không mọi người? Đúng rồi anh. Đúng rồi mọi người à. Cũng nhờ có mấy kênh của Trọng Nhân nha. Cũng nhờ có mấy buổi này chứ bình thường tụi mình mà nay lấy làm mà mọi người không có ngồi lại nói chuyện. Và kiểu mà nó giống như một buổi mà đi nghỉ dưỡng. Tụi mình kiểu mà lo làm việc quá nên tụi mình không có thời gian nghỉ dưỡng. Và đó là lý do mà sếp quyết định cho tụi mình một số tiền để đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Ok, không nói nhiều nữa, còn bây giờ ra đi ăn thôi bạn ơi. Ok, giới thiệu với các bạn thì đây là anh Đánh Đèn. Và đây là những bạn MC. Thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ ăn những món này đây. Một bữa tiệc rất là hoành tráng, gồm có tôm sú, bánh mì, chân gà, bò nướng, kim châm, salad và rất là nhiều món. Và bây giờ tụi mình sẽ bỏ những cái này lên nướng để bắt đầu buổi party ở ngoài đây. Nhìn hơi bị hấp dẫn nha cả nhà. Sao các bạn? Hấp dẫn chưa? Xúc xích chân gà. Vui lên mọi người, nhảy lên, nhảy lên. Nằm lên đây, nằm lên đây. Vui mọi người. Vui quá. Anh uống nước gì? Ok, một ly Jumbo luôn. Rồi, 5.000 anh ơi, 5.000. Hiểu rồi. Trời, nóng anh quá. Ăn đi, anh ăn thử đi. Ê, lạnh không? Nguyên đi, lạnh không? Rất là hấp dẫn luôn. Trời ơi, anh đang chạy quá à. Mất hình tượng với mấy bạn fan của anh lắm đó. Của anh. Gì vậy? Nó không thể mất hình tượng của nó mà nó mất hình tượng của anh. Giới thiệu với các bạn thì đây là củ khoai mà mình vừa nướng xong. Không biết là nó chín chưa nữa. Chảy đen thui rồi, chín chưa không anh? Ok, đứa nào thử đụng vô coi nó có nóng không. Bóp thử. Trời ơi, trời lạnh như thế này, nướng khoai là ăn nhức nách. Ăn chưa? Trải nghiệm review đi em. Em là người đầu tiên ăn mì khoai này. Ngon không anh? Chín chưa? Chín rồi. Rồi. Sao? Thật sự mà nói ngon. Ok, tới anh. Một củ khoai này 5 anh em chia nhau. 5 anh em. Ôi, nó nóng. Mùi rồi. Đã. Ngon. Á. Ôi nó mềm xèo. Ôi, khói bốc lên kìa. Ôi. Sao buổi si ngày hôm nay vui không? Vui quá trời. Cảm giác của em ngày hôm nay như thế nào? Dạ, rất là vui và em có hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều buổi như thế này không? Anh Ryan, lần đầu tiên anh đi chơi với tụi em, anh thấy như thế nào? Anh rất là vui, thấy Nguyên Ki, tất cả creator ở Creatory rất là hay, thú vị và mọi người rất là thân thiện, dễ thương. Và đó là chuyến đi chơi của công ty Creatory tụi mình. Hy vọng là các bạn thích video clip này. Còn bây giờ đây, bye bye Creatory. Đau quá. Ngồi xuống đầu rối.